Tổ chức lễ chia tay học sinh khối 9 với một chương trình thật đặc biệt mang tên Mong ước kỷ niệm xưa. Đến dự với chương trình của chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu bác Nguyễn Đức Quang, Phó Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền Phong, cô giáo Dương Thanh Nghị, nguyên hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Phạm Hồng Thanh, nguyên bí thư chi bộ trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, bác Nguyễn Thị Nội, phó chủ tịch hội cha mẹ học sinh nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Trần Hồng Hạnh, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường và 30 bác phụ huynh đại diện hội cha mẹ học sinh các lớp. Cuối cùng, đặc biệt là sự có mặt của các thầy cô giáo cùng toàn thể học sinh khối 9 trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Và ngay bây giờ thì các bạn học sinh khối 9 của chúng ta sẽ đến với một nội dung cũng hết sức quan trọng, đó là lễ trưởng thành đội. Trong suốt những năm học vừa qua, từ cấp tiểu học, chiếc khăn đỏ đã trở thành người bạn thân thương và quen thuộc đối với mỗi đội viên. Màu khăn đỏ là màu cờ tổ quốc, là một phần tư lá cờ tổ quốc mà mỗi đội viên mang trên vai mình như một lời nhắc nhở về những trọng trách lớn lao mà các thế hệ cha anh đi trước đã giao phó. Và càng xúc động biết bao khi được trưởng thành đội đúng vào dịp chia tay học sinh khối 9 ra trường. Đây quả là một thời khắc thiêng liêng, đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành của học sinh khối 9 qua một thời gian dài thử thách, bồi dưỡng, rèn luyện, đã được công nhận trưởng thành đội vào đúng năm mà trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân bước vào tuổi thứ 90. Và mai này, bay tới những phương trời xa xôi, các em ngồi đây sẽ trở thành những đảng viên ưu tú của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các em là một thế hệ đặc biệt và được sống trong những thời khắc hết sức đặc biệt. Vì vậy, trọng trách mà các em mang trên mình cũng thật lớn lao và đầy vinh dự. Chính bởi ý nghĩa trọng đại đó, ngày hôm nay, Liên đội Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân long trọng tổ chức lễ trưởng thành đội dành cho đội viên khối 9. Và ngay sau đây, xin mời toàn thể đội viên khối 9 đứng dậy. Nghỉ. Nghiêm. Chào. Thôi. Tháo khăn. Màn cho khăn bắt đầu. Cảm tưởng của mình, xin mời bạn Nguyễn Phương Trang, đội viên lớp 6C. Các thầy cô giáo,
các bậc phụ huynh cùng toàn thể các chị học sinh lớp 9 của trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân. Hôm nay em rất vinh dự được thay mặt cho các bạn học sinh lớp 6 tham dự buổi lễ chia tay đầy ý nghĩa này. Sau ngày này, các anh chị sẽ mãi rời xa mái trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân thân yêu, rời xa vòng tay ấm áp của các thầy cô, đón nhận những chiếc khăn quàng đỏ thắm mà các anh chị đã gắn bó suốt 4 năm học qua. Chúng em biết các anh chị đang muốn gửi lại những bài học, những niềm tin ở chúng em. Chúng em xin hứa với các anh chị sẽ luôn học giỏi, chăm ngoan. Chúng em xin được chúc cho các ước mơ của các anh chị luôn bay cao, bay xa trên bến bờ tri thức. Xin được cảm ơn bạn Phương Trang và các bạn đội viên đến từ khối 6. Xin mời các bạn rút trở lại sân khấu. Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với một nội dung cũng hết sức quan trọng và đầy ý nghĩa bất ngờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện trở lại của hai bạn dẫn chương trình của chúng ta, bạn Châu Anh và bạn Minh Trí. Thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn, có một nghề bụi phấn dính đầy tay, người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng hoa trên đất, lại nở cho đời những đóa hoa thơm. Câu thơ ấy đã in sâu vào tâm trí mỗi người học trò chúng em như một lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô. Cô ơi, thầy ơi, hãy để gọi thân thương ấy không thể nói được tất cả những gì mà thầy cô đã đem đến cho chúng em trong suốt 4 năm qua. Nhưng là kết tinh của tất cả những gì mà chúng em trân trọng nhất, biết ơn nhất. Và trong những giây phút xúc động ngày hôm nay, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe lời chia tay của các thầy cô dành cho chúng ta. Các ơn học sinh lớp 9 vô cùng, không phải ơn đến cao tha thiết như tiếng tre sân trường, đứng cạnh đạo bản ơn đó đâu có những tên con người, không phải ơn phượng đỏ xa xứ như phượng đỏ nơi đây, màu đỏ trắng đen trong nỗi niềm bóc con không thể đỏ thắm tình cảm nghĩa tình, đỏ đầu trên hai tay hai mắt. Với người học trò, tiếng tre đã âm thanh rộn rã, cánh cửa đồng cách tranh bút là kỷ niệm một thời của bạn của ta. Ngoài trời kia voi đã bắt đầu dàn hợp sướng, phượng đã đốt lên màu đỏ chói chang. Ngày mai sẽ là ngày các em phải chia tay thầy cô bè bạn. Những câu thơ chuyện sử, những bài đại bài hình của các thầy cô hôm nay sẽ là hành trang nhỏ cho các em vững bước vào đời. Mong rằng dù mai ở bất cứ nơi đâu, các em hãy sống và làm việc hết sức mình vì danh dự của trường, của lớp, vì tất cả những gì nơi đây chúng ta đã từng gắn bó yêu thương. Tạm biệt các em, tạm biệt những cánh chim nhỏ dễ thương. Chúc các em luôn khỏe và đạt được những thành công trên chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Hãy nhớ và luôn có thể tự hào rằng mình đã từng là học sinh của trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân. Hôm nay để mãi nhớ về mái trường yêu dấu. Tiếng chúng ấy là động lực giúp các em vượt mọi khó khăn trên đường phấn đấu vươn lên. Sắp xa rồi chẳng biết nói gì hơn, nói nhiều nhất là nói trong im lặng. Hãy giữ lấy trong tâm hồn sâu thẳm kỷ niệm về một thời để nhớ để thương. Tiếng trống trường còn vang vọng đâu đây, hãy bay lên với tâm hồn lặng gió, hãy bay lên với tầng cao cuộc sống. Các em ơi, nhớ mãi ngày hôm nay, gửi một lời chào tất cả chia tay. Yeah.
ta hãy cùng lắng nghe những lời tâm sự của các bạn khối 9. Đầu tiên, đó xin mời lớp 9A lên chia sẻ về những kỷ niệm của lớp mình. Hôm nay, với tư cách là một học sinh, đứa con của trường Lê Hồng Hân, em xin được thay mặt toàn thể 47 thành viên còn lại trong lớp, xin được nói lời xin lỗi và lời cảm ơn chân thành với tất cả thầy cô trong trường, đặc biệt là cô Phạm Thị Hồng Loan. Có lẽ đây là lần đầu tiên, lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng chúng em được nói lên lòng biết ơn của em đối với cô. Chúng em xin lỗi cô vì những tháng ngày chúng em ham chơi, chúng em ngỗ nghịch, làm cô buồn phiền. Chúng em cũng xin cảm ơn cô vì tình yêu trời về, những gì hy sinh cô đã hy sinh dành cho chúng em. Chúng em nào có thể quên được những hình ảnh cô đứng dưới trời nắng, chịu cái nóng oi ả để quan sát, kiên nhẫn nhìn chúng em tập diễu hành. Chúng em cũng làm sao có thể quên được gương mặt buồn phiền của cô mỗi khi chúng em hỗn láo. Phải chăng đó chính là lúc cô kìm đi những giọt nước mắt? Cô tự dặn lòng mình cô phải luôn cố gắng cứng rắn để dạy dỗ hôn nắng chúng em lên người. Thực sự dưới mái trường Lê Hồng Hân đã 4 năm rồi. Các bạn còn nhớ những tiết học tiếng Anh vui vẻ của cô chủ nhiệm khi cả lớp cùng bật cười vì những trò đùa kinh quái của chúng ta. Những lúc ấy, cô cũng nở nụ cười chúc vui với cả lớp, nhưng trong lòng cô cũng có chút phiền miệng, lo lắng, không biết làm sao để có thể dạy dỗ 46 con quỷ nhỏ, tránh cho chúng không gặp phải rắc rối. Chúng em xin được cảm ơn cô Dung cùng các thầy cô khác đã tận tình dạy dỗ chúng em, cho chúng em lòng đồng cảm, sự thấu hiểu cũng như lòng tôn kính, biết ơn nghề nhà giáo, một trong những nghề cao quý nhất. Lớp 9B, chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sống có ích cho đời và thực hiện được những ước mơ của riêng mình để không phụ công dạy dỗ của các thầy cô. Và sau đây, em xin kính mời cô Nguyễn Hồng Dung, chủ nhiệm lớp 9B, thay mặt cho các giáo viên dạy lớp lên nhận bó hoa tươi thắm của chúng em để thay cho lời cảm ơn. Các thầy cô giáo, các bạn học sinh và đặc biệt là các thầy lớp 9C. 9C ơi, 4 năm học sắp trôi qua rất nhanh phải không? Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều có vô vàn những kỷ niệm thật đẹp bên nhau mà không dùng vài lời nói hết lên được. Tôi nhớ như in những ngày tháng mà chúng ta cùng nhau hò hét, cười đùa,
một cảm giác thật lạ, nó như xoáy vào trong tâm trí của tôi. Và kỷ niệm về ngày sinh nhật của cô Lâm làm tôi nhớ mãi. Chúng tôi hồi hộp, lo lắng nhưng cũng rất vui mừng khi đã tổ chức được một buổi sinh nhật vô cùng ý nghĩa dành cho cô. Nhưng bây giờ phải làm sao đây khi mà ngày chia tay đã đến? Chúng ta sắp phải đi trên những con đường riêng của mình và phải rời xa trường lớp, bạn bè, thầy cô. Chắc hẳn giây phút này đây sẽ sống mãi trong tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Thay mặt cô toàn thể lớp 9C, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô Vũ Thanh Lâm, người đã dìu dắt chúng em trong suốt 4 năm qua. Một tiếng cảm ơn không nói hết được sự tâm tư của chúng em, bởi những tâm tư ấy đã được củ ấp trong suốt 4 năm qua. Muốn nói nhưng không nói hết được. Em được cô là hai tiếng cảm ơn đấy đã chan chứa rất nhiều những cảm xúc của chúng em. Vui, giận dỗi, buồn khi ở bên cô, nghe những lời giảng đầy tâm huyết của cô. Vẫn nguyện cảm ơn là không đủ. Xong, nhận định những lời này chúng em phải nói ra. Đây cũng là những lời nói mà những người là học trò như chúng em muốn thốt lên từ sâu trong trái tim của mình. Chúng em cảm ơn các thầy, các cô rất nhiều. Và sau đây, em xin kính mời cô giáo Vũ Thanh Lâm đại diện cho các cô giáo khác đã từng dạy dỗ chúng em về nhật bó hoa tươi thắm nhất của tập thể lớp 9C dành tặng cho cô. Chúng em cảm ơn cô rất nhiều ạ. Ta hãy cùng chào đón các bạn đến đại diện tới từ lớp 9B. Em xin kính chào các thầy cô giáo, các vị đại biểu và các bạn học sinh khối 9 của trường Trung học Lê Đồng Hân có mặt ngày hôm nay. Sau đây em xin nói lời tri ân cuối cùng để gửi tới các thầy cô. Chúng em xin chân thành cảm ơn tới ban giám hiệu nhà trường, các bác nhân viên cũng như các thầy cô giáo của trường đã ngày đêm gắng sức tạo cho chúng em một môi trường học tập thật là tốt. Chúng em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo Hồng Thanh đã chủ nhiệm chúng em lớp 6D, cô giáo Bích Lan đã chủ nhiệm lớp 7D, 8D đã tận tình dạy bảo và dìu dắt chúng em trong những ngày còn non nớt. Và chúng em cũng xin gửi tới cô chủ nhiệm lớp 9D là cô Lã Bích Thảo, người đã tận tình theo chúng em mặc dù mới chỉ có một năm ngắn ngủi, nhưng chúng em đã học được rất nhiều từ cô. Xin các bạn 9D cho một tràng pháo tay ạ. Lời tri ân của tập thể lớp 9D và cô cũng mong muốn, hy vọng và đặt niềm tin vào tập thể lớp 9D. Cô mong các em hãy cố gắng, nỗ lực hết mình trong giai đoạn cuối cùng này. Và cái lời hy vọng này không chỉ dành cho tập thể lớp 9D, và cô cũng hy vọng tất cả các học sinh lớp 9 của trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Vân các em nỗ lực hết mình để giành kết quả thật cao trong kỳ thi tới đây. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Xin được thay mặt cho tập thể lớp 9D xin được nói lên những tình cảm thương yêu nhất từ trong đáy lòng mình. Em xin cảm ơn cô giáo Ngô Thị Hải, giáo viên chủ nhiệm đã gắn bó với chúng em sau suốt 4 năm qua. Cô đã gần gũi, rèn sữa chúng em thành những đứa con trưởng thành như ngày hôm nay. Em xin cảm ơn cô Hoan Lai, cô giáo dạy toán thân yêu của chúng em. Không chỉ vì sự tận tình và những kiến thức bổ ích mà cô mang lại cho chúng em, mà còn vì những phút giây sảng khoái và vui vẻ mà cô mang lại cho lớp. Và cuối cùng, em cũng xin cảm ơn những thầy cô giáo bộ môn đã dạy dỗ chúng em, đã cho chúng em những sổ học bổ ích và đã góp phần giúp chúng em trưởng thành. Xin được gửi tới các thầy cô giáo tình yêu, lời cảm ơn sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn. Sau đây, em xin mời cô giáo chủ nhiệm thay mặt cho tất cả thầy cô giáo dạy lớp 9E xin nhận bó hoa tươi thắm này. Chúng con thật may mắn khi có được một người mẹ như con.
người mẹ đau thiệt tiếc. Một năm học đã trôi qua, cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sắp phải xa cô. Xa mái trường thân yêu này, chúng tôi sẽ giữ mãi ngày tam tháng ba. Lúc đó thật là nhớ. Cô ơi, chúng con cảm ơn cô thật nhiều vì tất cả những gì cô dành cho chúng con. Xin thay mặt tất cả các giáo viên chỉ có một lời chúc với các em. Như ban đầu bạn Châu Anh lớp 9A đã nói, có một nghề bụi phấn dính đầy tay, ai cũng bảo đó là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không chỉ hoa trên đất nhưng vẫn nở cho đời những đóa hoa thơm. Và cô không chỉ mong tất cả học sinh lớp 9 tờ và học sinh trường trung học cơ sở Hồ Hân khi ra ngoài đời các em sẽ là những đóa hoa thơm, luôn nở những bông hoa, những đóa hương đẹp nhất cho đời và xứng danh học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Hân. Ơi chị hát thân yêu, 4 năm gắn bó dưới mái trường này, 4 năm với biết bao kỷ niệm, làm sao có thể diễn tả hết cho những lời nói này. 6H, 7H, 8H rồi 9H, tất cả đều gắn bó với chữ hát giản dị, đơn sơ mà đầy ắp tiếng cười, tình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Trong 3 năm đầu, chắc vì chúng ta còn trẻ con, thế nên tình cảm ấy chưa được trân trọng lắm. Thế nhưng, khoảng thời gian học lớp 9 này thực sự thật khó quên phải không? 9H biết không, năm nay số lần xếp thứ nhất ở lớp ta cao hơn những năm trước. Lớp còn dinh về được rất nhiều giải cao, toàn đứng nhất nhì khối. Còn 4 năm liên tiếp vô địch kéo co nữa chứ, quả thật là tự hào phải không? 9H thân thương của tôi ơi, hãy luôn nhớ tới những kỷ niệm đẹp chúng ta đã cùng có, cùng trải qua trong thời gian qua nhé. Để rồi mai này, nếu có gặp lại nhau, chúng ta còn kể chuyện cho nhau nghe nữa. Và để rồi, mỗi lần nghĩ tới những khoảnh khắc thật đẹp, thật ý nghĩa này, là một lần con tim chúng ta lại cùng hướng về lớp nghịch hơn quỷ này và nở một nụ cười thật tươi nhé. Thay mặt toàn thể lớp 9H, con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Ngô Huyền, người đã giúp chúng con vững bước khi lần đầu tiên bước chân vào cổng trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân. Và cảm ơn cô Hồ Tâm vì đã dạy chúng con trong năm học lớp 7. Và đặc biệt hơn nữa, con xin gửi lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc tới cô Trần Thị Liễu, người giáo viên chủ nhiệm thân yêu. Con xin mời cô lên sân khấu để con có thể trao tặng cho cô bó hoa tươi thắm. Cảm động. Chị chủ nhiệm, các em có 2 năm thôi, nhưng biết bao những buồn vui và cũng biết bao những giận hờn từ các em. Nhưng từ những cái giận hờn của các em cũng làm cho cô hiểu được cái tấm lòng của các em đối với các thầy cô. Hôm nay, cô chúc toàn thể các em lớp 9H cũng như tất cả các em học sinh khối 9, em và cô đã từng dạy trong những năm qua, một lời chúc sức khỏe chân thành nhất và chúc các em thành đạt và luôn là những bó hoa tươi thắm mà các em luôn luôn hy vọng. Xin chân thành cảm ơn. Em xin được thay mặt cho 307 bạn học sinh lớp 9 có lời tri ân đối với các cô giáo kính yêu trong ban giám hiệu nhà trường. Đó là cô Dương Thanh Nghị, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, cô hiệu trưởng Nguyễn Văn Anh cùng 2 cô hiệu phó Trần Hồng Hạnh và Vũ Thu Hà. Các cô là những nhà giáo tuyệt vời nhất. Các cô đã tạo cho chúng em môi trường học tốt, có tổ chức những hoạt động ngoại khóa bổ ích và vô cùng lý thú để chúng em có cơ hội được thử sức thể hiện tài năng và sức sáng tạo của mình. Con tàu Lê Ngọc Hân sẽ không đến được những chân trời mới của tri thức nếu không có sự dẫn dắt của các cô. Với cô Nghị, tuy cô không trực tiếp giảng dạy, nhưng trong chúng em, hình ảnh cô hiệu trưởng vui tính, hát rất hay sẽ mãi không bao giờ phai nhạt.
cô Vân Anh. Cô là một người hiệu trưởng tuyệt vời. Cô đã để lại cho chúng em những kỷ niệm vô cùng sâu sắc về mái trường Lê Hồng Hân qua các hoạt động như cuộc thi vẻ đẹp tuổi hoa hay lễ kỷ niệm 90 năm thành lập trường. Còn cô Trần Hồng Hạnh, nhờ có sự đôn đốc và quan tâm của cô, đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường đã có những thành tích vô cùng đáng tự hào. Và cuối cùng là cô Vũ Thu Hà, cô là người đã truyền lửa sáng tạo cho chúng em, dạy cho chúng em biết cách thử cảm nhận vẻ đẹp hội họa theo cách riêng của mình. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống để làm sao có thể làm rạng danh mái nhà trường Lê Hồng Hân thân yêu mà các cô đã dạy công vun đắp. Thưa các quý vị đại biểu, các bậc cha mẹ học sinh và toàn thể các em học sinh cùng với tất cả các thầy cô giáo toàn trường. Chắc hẳn những giây phút xúc động vừa rồi, chúng ta được chứng kiến những giọt nước mắt, những giọng nói nghẹn ngào và những tình cảm vô cùng trong sáng, chân thành của các em học sinh gửi tới cho các thầy cô giáo. Đã là những giây phút không thể quên trong mỗi chúng ta. Và hôm nay, lứa học sinh lớp 9 của trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân cũng là một lứa học sinh vô cùng đặc biệt. Bởi lẽ, các cô giáo trong toàn trường thật sự ấn tượng với các em học sinh lớp 9 năm nay là một lứa học sinh rất xinh đẹp, tài năng và hay đem lại những điều bất ngờ vào những giây phút cuối cùng. Cô cũng hy vọng rằng trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tới đây, các em sẽ tiếp tục lại mang đến cho các cô giáo những điều bất ngờ, thú vị và những kết quả rực rỡ hơn nữa. Chính những tình cảm mà các em đã trao gửi cho các cô giáo sẽ là động lực và sẽ là một sự tiếp sức vô cùng lớn lao giúp cho các thầy cô giáo vững bước trong con đường nhọc nhằn nhưng đầy vinh quang của sự nghiệp chồng người. Cô cũng rất hy vọng rằng lứa học sinh lớp 9 năm nay, chúng ta dù đi bất cứ phương trời nào, chúng ta hãy luôn nhớ về mái trường Lê Ngọc Hân, luôn tự hào là học sinh của trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân thân yêu. Và sau này, trong cuộc đời, dù các em có gặp khó khăn, thử thách đến đâu đi chăng nữa, cô hy vọng rằng nếu chúng ta biết tin tưởng vào bản thân, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thì các em sẽ vượt qua được tất cả để vươn tới những ước mơ của các em. Một lần nữa, xin thay mặt tất cả các thầy cô giáo, xin thay mặt các bậc cha mẹ học sinh, cô chúc các em luôn mạnh khỏe mạnh, xinh đẹp, giỏi giang và bình tĩnh, tự tin, không những trong kỳ thi lớp 10 tới đây và trong cả những cái dự kiến tương lai của các em khi chúng ta chuẩn bị bước vào một lứa tuổi trưởng thành, lớp 10 trung học phổ thông. Một lần nữa, cô cầu chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất hãy đến với tất cả các em. Và các em hãy luôn nhớ rằng mái trường Lê Ngọc Hân luôn rộng mở để chào đón tất cả các em. Một lần nữa xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Và cô xin cảm ơn các em đã góp phần làm nên buổi lễ chia tay đầy ấn tượng và thực sự xúc động ngày hôm nay. Cô cảm ơn các em. Sau đây cô xin trân trọng giới thiệu với các em cô giáo Dương Thanh Nghị, nguyên hiệu trưởng nhà trường, sẽ có đôi lời tâm sự với chúng ta. Và chắc chắn là trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng ta sẽ được lại lắng nghe giọng hát tuyệt vời của cô giáo hiệu trưởng. Cô xin mời các em hãy một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cô giáo Nghị. Kính thưa ban giám hiệu, thưa toàn thể, các vị đại biểu và các bậc phụ huynh, cô xin chào tất cả các em. Đây là phần thưởng rất lớn của các em dành cho các cô. Lời chào là món quà tuyệt vời nhất, thể hiện tấm lòng chân thành. Vâng ạ, trước hết cho tôi xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu. Xin chân thành cảm ơn ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh khối 9 đã tổ chức
một buổi chia tay, một buổi lễ ra trường đầy xúc động, và tôi lại được vinh dự các bác mời tới và lại được gặp các em. Cho phép tôi xin chúc tất cả ban giám hiệu, ban đại diện cha mẹ học sinh cùng các bác, các thầy cô trong trường, các bác lao công bảo vệ và nhân viên trong trường cùng tất cả các em học sinh khối 9 luôn có một sức khỏe dồi dào, có nhiều niềm vui, và đặc biệt các em học sinh lớp 9 sắp tới sẽ có được thành tích thật tốt đẹp để tô thắm thêm lịch sử truyền thống vẻ vang 90 năm của Lê Ngọc Hân. Mà các em năm nay lại được vinh dự được học trong thời khắc lịch sử rất đáng nhớ đó. Như vậy, sắp bước vào kỳ thi tới đây, nâng bước cho các em tới các phòng thi không chỉ có cha mẹ mà còn có hành trang các thầy cô trong trường đã giúp các em trong suốt 4 năm qua. Cô mong rằng với tất cả những lời tri ân mà các em đã bày tỏ hôm nay đối với các thầy cô, với tất cả lời hứa mà các em vừa mới nói với các thầy cô, với các bậc cha mẹ, các em hãy biến thành sức mạnh để vững bước vào kỳ thi tới đây. Một điều đặc biệt nữa mà cô rất xúc động, không chỉ chứng kiến cái lễ ra trường như vừa rồi mà chúng ta đã từng được nghe và cũng rưng rưng nước mắt, mà năm nay ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với ban giám hiệu nhà trường đã có một sáng kiến tuyệt vời, đó là tổ chức lễ, không chỉ tổ chức lễ ra trường như mọi khi mà còn có một buổi liên hoan rất hoành tráng, gồm tất cả 7 lớp chúng ta có mặt trong cùng một thời điểm, trong cùng một địa điểm, tạo nên một niềm vui vô cùng lớn. Hôm nay các em hãy vui hết mình, vâng, và mang theo tất cả những gì tốt đẹp nhất, những kỷ niệm sâu sắc nhất của Lê Ngọc Hân vào kỳ thi. Cho dù đi bốn phương trời sau này, các em vẫn nhớ về Lê Ngọc Hân. Tên của buổi lễ chia tay hôm nay và cũng là một lời hát cô gửi tặng các em thông qua món quà này. Vâng ạ, cô tin tưởng gửi tới niềm tin và mong rằng các em sẽ mang chiến thắng trở về Lê Ngọc Hân. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chờ ra niềm thiết tha. Vỡ bạn bè nhớ mãi trường. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao qua mau, xin hãy ngừng trôi. Rồi vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Và bè hơn còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho.
Trịnh Công Sơn. Bay và tóc em bay trong chiều gió lộng, tuổi thanh niên đều vô với ngôi trường kia. Em là lá thơ bay như loài chim đêm. Da trắng đẹp trai, rất là tự trung và cũng rất là tài giỏi.
bạn nữa, hãy cho các bạn một tràng pháo tay. Vâng, xin cảm ơn bạn Đà Hương, bạn đã vẽ những bước vào của mình đi, sẽ đó mà chúng ta thấy rằng rất là đáng yêu đúng không ạ? Các bạn có thể vẽ đây, xin mời bạn. Bước mong của chúng em được bước hạng ba và phía bên này là 9 tên luôn luôn là số 1 ạ. Và có phải 9 tên luôn luôn là số 1 không? Vâng, rất tuyệt vời, xin cảm ơn các bạn 9 tên. Và bây giờ chắc là thời gian sẽ để dành cho các bạn, chúng ta tiếp tục vẽ cả màu. Vâng, bầu trời đó là màu xanh ra trời, xin mời các bạn, đây là đất nào đây? Chín hồng. Đúng không? Đó là chín hồng. Vâng, bây giờ tôi sẽ muốn các bạn làm cái cờ đúng lên đúng không nhỉ? Đã, đã chín hồng không? Vâng, các bạn làm 1, 2, 3 chín hồng. Vâng, đó thì thôi, nhưng mà bạn xinh lắm, xin mời bạn. Bạn chúng vô là bạn đã. Tại trong giây phút này được nói các bạn như thế, liệu các bạn tự ái thì sao? Hay là mình hãy dành cho bạn một điều ước gì đó đi, các bạn nào. Cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường xin gửi tới
các bậc cha mẹ học sinh lớp 9 lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Xin cảm ơn các vị phụ huynh học sinh đã đồng hành với chúng tôi trong suốt 4 năm học qua, hỗ trợ cho chúng tôi từ những việc nhỏ nhất cho đến những việc lớn và trong mọi mặt hoạt động. Khi chúng tôi, các thầy cô giáo trong nhà trường cần thì các vị phụ huynh học sinh đều luôn sẵn lòng ủng hộ và nhiệt tình góp phần làm nên thành công của buổi lễ ngày hôm nay và góp phần làm nên những thành công đã được tổ chức trong suốt cả 4 năm học vừa rồi. Một lần nữa tôi cũng được cùng xin phép được thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường xin gửi tới 307 các bậc cha mẹ học sinh của khối 9 lời cảm ơn chân thành nhất và lời kính chúc sức khỏe. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn tiếp tục giúp đỡ nhà trường trong chặng đường sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn. Sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ ấu dấu yêu, một điều ước tuy thật nhỏ bé ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi. Để cho những ước mơ bay thật xa, hãy nắm tay nhau bạn ơi, để cho ta mãi luôn luôn gần nhau. Hãy hát lên đi bạn ơi, để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi. Hãy hát lên đi bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui. Dù mai có nhọc nhằn, có những gian nan và cũng có giận hờn với những muôn toan, bạn hiền ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó. Và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn vì ta có bạn bè xa cách bên nhau, cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ ấu dấu yêu, một điều ước tuy thật nhỏ bé ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải, không phải bạn ơi. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng theo nhịp chân bước. Hey hey hey. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng vui theo nhịp chân bước. Hey hey hey. Hãy nắm tay nhau bạn ơi, để cho những ước mơ bay thật xa. Hãy nắm tay nhau bạn ơi, để cho ta mãi luôn luôn gần nhau. Hãy hát lên đi bạn ơi, để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi. Hãy hát lên đi bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui. Dù mai có nhọc nhằn, có những gian nan và cũng có giận hờn với những mưu toan, bạn hiền ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó. Và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn vì ta có bạn bè sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ ấu dấu yêu, một điều ước tuy thật nhỏ bé ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải, không phải bạn ơi. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ ấu dấu yêu, một điều ước tuy thật nhỏ bé ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải, không phải bạn ơi. Dù xa cách nhưng trái tim ta luôn hoài nhớ nhau. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải, không phải bạn ơi.
bạn ơi. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thần tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bản thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lưng, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thần tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bản thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lưng, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi. Còn đẹp mãi có nhau trong đời.
trao nhau còn đẹp mãi cho bạn cho tôi. Với nhau giờ chia tay đã đến bạn ơi, mới hôm qua ta cùng với nhau tay trong tay vai sát vai ta chung đường này bạn thân ơi, giờ này chia tay và xin nhớ trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách và xin nhớ nhau từ đây. Bước trên đường bạn hẹn lời xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn hẹn lời xin chúc, môi muốn nói mấp máy không thành câu. Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi, luôn bình an. Tay đã đến bạn ơi, mới hôm qua ta cùng với nhau tay trong tay vai sát vai ta chung đường này bạn thân ơi, giờ này chia tay và xin nhớ trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách và xin nhớ nhau từ đây. Trên đường bạn hẹn ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn hẹn ơi xin chúc, môi muốn nói mấp máy không thành câu. Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi. Bước trên đường bạn xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc, môi muốn nói mấp máy không thành câu. Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi.